Lộ mặt bạn gái tin đồn của Đặng Luân, netizen, sao trông y hệt Đường Yên thế kia. Nhan sắc bạn gái tin đồn của Đặng Luân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trước khi bị phong sát vào tháng 3 năm 2022 với scandal trốn thuế, Đặng Luân từng là một trong những nam thần được săn đón hàng đầu Trung Quốc đại lục. Sự nghiệp diễn xuất của anh vì thế mà bị ảnh hưởng không nhỏ, gần như không thể quay trở lại với phim ảnh. Tuy nhiên, những thông tin về nam diễn viên vẫn nhận luôn được nhiều sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh một cô gái được cho là tình đầu của Đặng Luân. Theo đó, cô gái có tên từ hiểu lộ đang được dân tình đồn thổi chính là người yêu cũ của sao nam hương mật tựa khói xương. Nhìn sơ qua có thể thấy cô gái được dân tình nhắc đến có ngoại hình vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Không những thế, nhiều người còn cho rằng người tình tin đồn của Đặng Luân có nét khá giống với nữ diễn viên Đường Yên, đặc biệt là ở cặp mắt. Trước đó, mạng xã hội cũng từng xôn xao trước tin đồn Đặng Luân sắp làm đám cưới với một cô gái ngoài ngành giải trí. Nguồn tin còn cho biết bạn gái của Đặng Luân là một người vô cùng xinh đẹp và hiểu chuyện. Cô đã sát cánh cùng Đặng Luân trong những lúc anh gặp khó khăn nhất. Nhiều người đã đặt ra nghi vấn phải chăng cô gái từ hiểu lộ được blogger đề cập đến trong bài viết trên chính là người bạn gái giấu mặt kia của Đặng Luân. Thế nhưng, kể từ khi tin đồn được lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, phía Đặng Luân vẫn chưa hề lên tiếng hay có bất kỳ phát ngôn nào về vấn đề này. Đặng Luân là diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Trước khi bị phong sát vì bê bối trốn thuế, anh từng góp mặt trong hơn 22 dự án phim ảnh lớn nhỏ. Một số bộ phim tiêu biểu của nam diễn viên có thể kể đến như Không Phải Hoa, Chẳng Phải Xương, Sở Kiều Chuyện, Hương Mật Tựa Khói Xương, Lê Hấp Đường Phèn.